Hello, hai vợ chồng bữa nay đi floated market, đi chợ nổi. Đây là một cái chợ đi thì đi thôi, đi hai bên. Cái chợ này cách trung tâm Bangkok cỡ khoảng mười mấy cây số lận, đi Grab ra đây cỡ khoảng ba trăm mấy bạt. Mình đi lúc 9 giờ sáng, tùy theo cái giờ mình đi nữa, nếu mà giờ kẹt xe thì nó mắc hơn. Ồ, vui dữ. Wow. Trời ơi. Trời, quá đã luôn. Nhà mua có một cái ổi thôi mà chưa ăn nữa đó. Không có bụng luôn á. Giờ này mới 9 giờ mà cũng đông đúc lắm nha. Dài 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 tuốt ở trong luôn. Nó bán hột mít 10 bạc. Trời đất ơi. Sabo. Ồ, sabo đó hả? Ừ. Sabo nhỏ xíu à. Sao gọt? Gọt cái hết bà nó rồi. Anh thấy hủ dừa, bắp chuối rồi nó rẻ. Anh bắp chuối rẻ dã man luôn, giống như trò vậy. Cái này về làm bánh ha, nấu nước uống ha. Cái này về khô sao? Khô làm gì? Thì mình làm bánh ha, đổ rau câu rồi đó, không nó không có mùi ấy, nó chỉ có màu thôi anh ơi. Thế nè. Chua lắm thế luôn chua đó. Đó để nấu canh chua coi kìa, cái rau câu kìa anh, rau câu dừa kìa, nhìn đã hơn thôi có 30 à, chút nữa có ăn gì mua này được á. Trà dừa này có 25 bạc một trái đó. Cái tên chợ để ở dưới cái description đó, cứ bấm vô trong Grab á, cái tên chợ là tới đây cỡ khoảng mất cỡ khoảng nửa tiếng. Từ đó giờ thấy mục tiêu bây giờ ăn uống nha. Chút ngang để chưa chưa đi. Cũng đúng. Này mua nấu canh chua ngon à. Nhưng mà cái này thì không biết là cái gì nè. Cái này như là đọt liêm hay gì á hả? Cái đọt lá me luôn. Tiêu xanh thả có này mua về xào cái này là cột nhất nè. Dạ. Hồi tối mình ăn rồi anh. Mà anh thích ăn cái đó. Chuối chuối rêm đường. Tao muốn chỉ có lấy cái đọt thôi nè. Có 10 bạc một. Thì hai chồng mình mua nửa cái này về xào. Nửa cái đống này luôn. Mà tối hôm qua đi ăn chỉ có một bó vậy thôi, bán 100 bạc. Mochi. Ai bánh kìa.
bánh gì nha, xíu xíu bánh nó nhão, nhìn nhão thôi cái bánh nè anh. Ồ, người ta lột cho mình luôn, chắc không có nhân đó. À cái này nè. Thịt nướng. Gọi là đủ. Mười à. Cái này ngọt. Ở này thịt à, thịt gà. Ôi, sao rẻ dữ vậy? Cũng thì đó. Ở trong Central World 60. Mua cái này về. Ok. Chừng nào mình về đi. Chút nữa em muốn ăn cái này nè. Muốn ăn cái này nè. Ăn đồ mặn xong mới ăn đồ ngọt chứ. Ô trời. Cơm lam hả? Bánh hả? Lạ quá. Ta để vô hộp đàng hoàng. 25 bạc. Để chút nữa coi cho được mấy cái. Giải luôn. Tha hồ mà ăn. Quá sạch luôn á. Mình đi đây trước đi. Đồ rồng mà từ đó giờ thấy cái này ngon nhất luôn á. Wow. Souvenir. Này đằng sau rồi. Chút nữa mình đi đâu ăn kia rồi mình ấy. Rồi thấy con nó thấp thế. Một cái chút là mua 2 kg mình cũng không. Đây á, tôi nhiều rồi. Đây. Cho ông cho anh thử. Đó, cái bánh cho nhìn ngon lắm. Wow. Yeah. Giờ ngồi ăn luôn. I know. I love it. Ủa tại sao chó? Chụp hình chưa? Chụp rồi. Wow, mời đi ăn đi. Nhìn eo xèo quá vậy. Cái này nắng chè. Mới set up ra. Ở bên đây đi đâu cũng có toilet hết, cho nên không sao. Đây nữa nè, bánh nè. Pancake. Dễ thương không? Anh, dễ thương không? Dễ thương không? À, anh đây nè, ngoài đây. Here. Ooh.
cái gì? Chả hả? Cá hả? Chả cá chiên 50 bạc. Trời đất ơi, một tô. Thì mua... Wow, cua quá à. À, quên nói nữa, cái chợ này là chỉ có cuối tuần thôi. Bánh bía nhiều cái flavor khác nhau. Bánh bía ngọt, bánh bía. Trứng mực. Wow, nhiều lắm. Can you get this one here? The new one? New one. Xem. Bà tưởng đâu mình nói biết nói tiếng Thái. Anh này cũng nói tiếng Anh, cũng nói tiếng Anh mà bà hỏi. Bà hỏi mình. Mình nói được tiếng động từ to world. Anh này không biết world. 1 2 3 4. Thank you. 4 cái trứng mực chầm. Còn ta canh nữa. Chợ rộng quá chừng luôn. Quá chừng rộng mà nó sạch. Không nhận nó sạch thiệt chứ. Sạch quá chừng sạch luôn. Ăn con cá thử đi. Trời ơi, ghẹ nè anh. Có 140 bạc à. Rồi ta lột sẵn cho mình luôn nè, đã không? Chỉ có cuối tuần thôi. Chỉ có cuối tuần thôi. Đây cũng có nữa nè anh. 7 cái 100 bạc. So colorful. Đẹp quá trời đẹp luôn. Con dài dài bên kia nữa ha. Trăm tư, 180, 200. Cá này dưa hầu. Cá nó nhỏ hơn, dễ ăn á. Oh no, cá lóc. Cá lóc, trời cá lóc chà bá lửa luôn ông nội ơi. Cá lóc, ai ăn cá lóc chứ không ăn mấy cá khác được. Cá lóc thì xinh. Mua đi. Cá lóc 220. Quá trời ngon. Thôi đi mua cá đi. Rồi nhìn nè. Vô trong cái hộp à. Thật sự quá chừng luôn. Trong đó nè. Đi chung với sốt với mấy cái đồ. Quá lý tưởng. Bên bờ sông.
này là không có sót nè. Quay sót. Đưa ra để em ăn. Cái đồ ăn nó ngon nhưng mà nó có cái sốt vô nó ngon hơn. Cái nào cũng vậy. Đi ăn không? Lấy cái quả ra. Trứng mực. Nó ruột cá. Bà tử. À, bà tử cá. Xanh không? Không. Cái này ít cay. Cái nào ít cay? Cái này cũng cay. Cái này ngọt hơn. Cái này ừ. Lý nè. Chấm đi ăn đi. Cái này mà cho thêm một hớp bia nữa. Trời ơi. Ở đây không có bán bia hả? Như có. Ăn cái thịt cá đây, ngon không ngọt á? Thịt cá chấm này thấy chưa? Nước sốt này nó đậm đặc mà nó ngọt ngọt. Sao? Cá ngọt à? Bụng không? Mới chết thằng kia. Bức tranh nó chưa xịt. Ăn được. Cái này là gì? Kêu là gì ta? À, autopsy á. Là gì? Để bảo, phẫu thuật. Đổ, mà giao phẫu thuật. Nhưng mà ngon, cái này ngon. Cái giống như xác chết, chết mấy ngày khám tử thi. Khám tử thi. Cắm này tới rồi. Cái này dễ ăn. Cái xanh ngon hơn hả? Không. Cái này ngon hơn, cái này dễ ăn hơn. Cá thử. Cắm mực. Cắm mực. Tanh. Không á. Không tanh. Dai. Để nhắc luôn. Ra ngoài đường mà dám ăn khỏi đu đủ. Tao làm tại chỗ, có không nói nổi. Mở hàng ngày thứ bảy chủ nhật, chắc là ở đây tìm cái băng nào ngủ, ngủ xong tới gì ăn, ăn xong rồi cái ngủ tiếp, chứ nó nhiều giải đồ ăn quá, bán quá chừng đồ ăn luôn, không đủ thời gian để ăn, bắt buộc phải ngủ lại chợ thôi. À thì sao? Có mũi, có lùi. Ăn bánh ít Thái Lan. Không biết cái này nó ra sao luôn á. Thì đó. Nhân dừa. Ờ. Nhiều cái. 5 bạc. What? 5 bạc. Cái này cho ăn thử. Còn cái kia hỏi mua cái nữa nhiêu? 5 bạc. Hả?
Ông làm từ thiện. Đúng rồi. What? Hơi nhán. Cái này ăn ngon lắm. Ăn bữa sáng. Cái này ngon. Không có cái muỗng ha. Ăn xong là có chỗ dục rác, có chỗ rửa tay. Quá lịch sự luôn, sạch sẽ. Ừ, lịch sự quá, sạch sẽ. Chỗ ngồi ăn có live music luôn. Okay. Nước thốt nốt. Ừ, nước thốt nốt. Wow. Uống không? Uống chứ. Okay. Ồ, bỏ vô đó luôn hả? Ừ. Ủa? Nhiều? Không biết. Chắc 8 ngàn hả? 8 ngàn bạc. Đây nè. Ồ, múc vô đó. Chứ em nghĩ thì sao? Em tưởng nó ấy sẵn rồi. Hoa cua vậy. Wow. Yeah. Wow, very nice. 50. Có 50 bạc thôi. Rồi uống thử đi ông chú. Rồi lấy tiền lại chứ. Khánh nóng cốt nền nè khắp, dù thằng Tha Khao Sồn một địch nán nè khắp. Còn đi khánh nóng cốt nền như mũ khẳng nè khắp, đi mũ khẳng nè khắp. Mà sợ em đưa vậy nè khắp, lòng mà chim nó khắp đấy, mà sẽ đủ mình đai nè khắp. Mũ khẳng nè khắp. Ngon hả? Lá chọt non mít nè khắp. Chocolate, thuốc phiền khắp. Ngon, thơm, thơm như thật. Hủng khai, hủng tiêu xôm nè khắp. So good. Khun mê xá khòn à. You need this bài lên tàu. Đi tour 1 tiếng rưỡi. Ở đằng kia nãy 1 tiếng, còn này 1 tiếng rưỡi à, mà có 100 bạc một người thôi. Nó ghé 3 chỗ. Vô trong kia chắc nó rẻ hơn nữa. Vô càng sâu càng rẻ. Bơi vô. Bơi vô. Kia là nó cho đi nguyên ngày luôn. Không, nếu mà ai chịu khó muốn thì chịu khó bơi vô trong kia. Mua kem sầu riêng lên ăn trong khi chờ đợi. Nhiêu vậy? 30. 30 còn 2 scoop hả? Nước hơi nhiều, nó hút phi mì. Nhưng mà có mùi sầu riêng. Không nữa đó thôi anh. Có mùi thôi. Không được. Không có chất lượng. Không chất lượng nhưng mà có 30 à. Cho ngoài kia tới 200 lận. Hôm qua ăn 2 scoop. À, 1 scoop dừa với lại 1 scoop măng cục. Măng cục với lại dừa non. Dừa non với lại xôi. Với xôi mà 200 bạc. Còn cái này 30 bạc. Tiền nào của nấy. Nhưng mà cũng ok, trời này ăn. Nhưng mà cái này trên tàu nữa. Quá chí lý luôn. Quá đúng luôn. Quá đã. Rồi bến thôi. Lên đường. Rồi bến. Cái loại đó nó khác. Cái lá nó dài. Mát lắm nha. Giờ này 11 giờ rưỡi trưa mà mát lắm.
hai bên người ta ở, dân ở ở đằng sau vườn ta trồng quá chừng trái cây luôn, đã ho luôn. Đây thêm một cái chợ nữa nè, mình ghé vô trong đây có cái chùa với lại cái chợ nữa. Ok, mình xuống, người ta cho mình xuống tham quan ở đây 20 phút. Gì anh? Đây tên của anh là nội đó, đây lịch sự có chỗ rửa tay. Ở đây không có nhộn nhịp bằng ở kia, đây có toilet nè. Hủ tiếu đi vô chùa thôi, hình như chùa này người ta không có cần phải bận quần dài. Đẹp quá. Okay, please. Banana. Yeah. Yeah, mix, mix, mix. Okay. 20 baht. 20 baht. Thank you. Phát thai. Hấp dẫn không? Cái này mà đói à, ăn. Cái chú này thì đổ trứng. Đổ trứng trước. Cái gọi chứ cái tàu bán đó. Ừ. Nó đổ omelet. Khéo không? Nước cũng nhiều á. Người ta muốn vậy mà anh, cái dĩa xem bồ kìa. Omelet rồi bỏ đồ vô thôi. Ờ. Bỏ vô trong lá chuối nè. Sạch sẽ. An toàn vệ sinh. Coconut milkshake, nước mía. Gì có 25 bạc à hả? Ghê vậy trời đất ơi. Rẻ giả mang vậy trời. Ừ. Ăn chuối chiên. Chuối chiên, khoai chiên. Hmm.
Nướng mà không có bột luôn á. Quan rồi không có hài lòng. Có khoai lang nữa à. Có tô lát luôn, đi tới đâu cũng có tô lát hết. Thì ăn bông lan đỡ đi, cũng edible mà. Kèo vậy thôi, rồi nó lên. Có nhiều cái nó đâu có đụng ở dưới đâu anh. Đẹp không? Ảnh toàn là thích tím với hường rồi không ạ. Biết trong quá chứ. Tốt dễ sợ tốt. Lá dứa. Nè nè, lá dứa. Wow, tốt dễ sợ tốt. Yeah, cactus. Sen đá. Đẹp. Thời tiết ở đây là lý tưởng. Mua trái cây tiếp, nhà còn quá chừng trái cây mua nữa, cái này quá chừng tươi rồi. Dạ, hết rồi. À, vậy hả? 75 bạc một ký à? Quá chừng rẻ luôn. Để mà 1.3. Hải đẹp cái tiền, cộng tiền. Trên bến dưới thuyền. Đó, nó làm động cái đó. Đẹp ghê không?